Chào Lê Lộc. Dạ. Ủa mẹ dắt mẹ. Tới đây em hát một mình hả Mia? Dạ, lúc đó em đi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Xong rồi Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay mẹ em có lịch đi phượt á. Không biết giờ về tới chưa. Ủa? Dạ thì mình ngồi chơi xíu, chuyện nào mẹ về tới thì nói chuyện với mẹ ha. Dạ. Rồi, thôi ngồi trước đi ha. Dạ, dạ mời chị. Ngồi trước đi. Thôi kệ mình nói chuyện với nàng dâu trước chứ. Dạ nói thường lại thì ai mà chạy xe vô phim trường vậy? Trời ơi, trời ơi, cô ơi cô. Wow. Trời ơi, hết hồn luôn á. Hết hồn thiệt hả? Dạ, dạ đại ca, ơi, đại ca em á. Idol của mình hết hồn. Ngại quá. Trời ơi, lần đầu tiên thấy mẹ chồng xì tin dễ sợ luôn. Trời ơi, con chào cô ạ. Dạ. Trời ơi, chiếc xe Linh mê mẩn luôn á. Mê hết chất luôn á. Xin chào người mẹ chồng ấn tượng nhất của Mẹ Chồng Nàng Dâu. Idol của mình. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô chào cô. Dạ, chào cô. Rồi, mời cô coi. Con xin mời cô ạ. Xin chào mọi người. Xin chào khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC. Chào mẹ chồng xì tin nhất, ấn tượng nhất. Chào con. Mẹ khỏe không? Khỏe. Mẹ khỏe không? Mẹ mới đi phượt về hả? Con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi mới có 62 à anh. Dạ có nhiêu đó? 26 à anh. Trời ơi sao mà trẻ dữ vậy? Trẻ hơn Quyền Linh luôn. Chú còn chưa chạy được xe đó nữa đó con. Dạ. Sao bữa nào mình tập cho training sẵn sàng. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào Lê Lộc. Dạ em là Mia, là ca sĩ tự do và đây là mẹ chồng của em, mẹ Hồng. Dạ, dạ xin mời cô ạ. Mình là tên đầy đủ là Trần Phan Thu Hồng. Dạ. Mình có 3 đứa con trai, mình lại được lời thêm 2 đứa con gái là dâu cả và dâu út. Quê mình ở đâu vậy nhỉ? Quê mình miền Tây. Tây là ở Sa Đéc, Đồng Tháp anh. Dạ. Làng hoa lớn nhất Việt Nam đó. Dạ. Sa Đéc, Đồng Tháp. Cái ngày đầu tiên á mà mình gặp cô con dâu này đó. Dạ. Mình ấn tượng điều gì? Ấn tượng là cô ấy đẹp. Dạ. Cô ấy có cá tính. Cách đây 3 năm, con trai của mình đó là Triệu Vương, ở nhà hay gọi là Đì Đen, thì nó cũng chơi mô tô. Dạ cũng hơi đen. Biết rằng con trai mình có bạn gái, có trước đó có bạn gái lâu rồi, nhưng mà đến khoảng 3 năm thì mình biết là cái bạn gái này sâu nặng hơn bạn gái khác. Hỏi con trai như vậy là mẹ đó thì là không cần con dâu đẹp, mẹ chỉ cần người ấy của con là biết thương yêu con bằng tấm chân tình và phải có hiếu. Mình phải có hiếu là đặt ra tiêu chí đầu tiên, và nhất là mẹ cần là người ấy của con phải hiền. Thì lúc chắc không ạ? Thì là con cười. Con cười mà nó hiền. Dạ đó giờ là cô thấy là chị có hiền không cô? Rồi đôi khi nó cũng dữ. Sau đó thì mình chỉ đưa ra cái lời khuyên thôi để cho các con nó tự bay bằng đôi cánh của nó. Thì Dương mới nói lời với chị đó là 2 tiêu chuẩn trên á là đẹp và có hiếu là ok đó mẹ. Còn con á thì về vấn đề hiền á, con chỉ thích con gái mà hơi dữ xíu và có cá tính. Thì bây giờ là Mia với lại con trai mình cưới được hơn 1 năm rồi. Dạ. Thì mình thấy là con trai mình nói đúng. Chị thì sao nhỉ? Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm thấy lo sợ điều gì không? Lúc đó giống như là mới quen chồng được có con được có 1 tháng thôi, là tình cảm chưa được sâu nặng lắm, thì cũng dẫn đi gặp mẹ. Mà trong cái đợt đó là cái tour đang đi mô tô chơi chung với mọi người á, xong rồi gặp mẹ cái chồng kiểu cũng chưa biết cách giới thiệu đây là bạn gái của con hay sao đó. Cái xong cái chồng con xong mẹ nhìn con mình phải làm nghiêm. Dạ chào cô. Tỏ vẻ là giật mình đúng không? Mặt mẹ sợ quá. Quá khó quá. Giờ sao ta? Rồi cũng lạng lạng vòng rồi mất tiêu luôn. Con lưỡi không đi, mất tiêu luôn. Giờ biết tính chắc lo giỡn á. Dạ phải làm mặt như vậy thôi, nhưng mà tính tình rất là con người này rất là cởi mở nha. Dạ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký kênh tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau đó khi mà làm dâu Dạ. Thì sao? Với con trai mình thì mình ra những tiêu chí như thế. Rồi với con dâu thì lúc nào á mình cũng muốn con dâu mình với tâm thế là con gái của mình. Con suốt đời làm dâu của mẹ nha. Dạ. Nhưng mà với tâm thế là con gái của mình. Nhưng mà về cô ca sĩ này có nấu thì cơm nấu nước giặt giũ gì không? Chắc là nàng ấy cũng muốn tạo cái ấn tượng với mẹ chồng, cũng dễ thương lắm. Tới nhà thì cũng bay vô làm bếp rồi cũng dọn dẹp. Nhưng mà lúc đó là chị nhớ là chị đã cắt hết. Chị nói không, con không phải làm gì hết á, cái đó mẹ làm được, con cứ thoải mái đi, không có gì là phải lo lắng hết á. Thành ra là chị thì không khe cái đó. Cái chuyện mà làm dâu phải phục vụ mẹ chồng này kia nọ thì hình như là chị không thích lắm. Tại vì tại sao phải như vậy? Nói mình cứ thoải mái cho các con mình đi. Tại vì á, hai vợ chồng của em là sống riêng nhà, không có sống với mẹ. Thì lâu lâu mà có qua chơi với mẹ em cũng nhào vô phụ này kia mà không cho. Đó là không cho, em kiểu như cũng sợ rồi lỡ mà khoái mình không. Dạ. Cũng hơi khoái mà nhưng mà cũng sợ là sợ tự nhiên giờ mình ỷ y quá để cho mẹ làm thì cũng kỳ quá, con cái bất hiếu nên là em cũng phải nhào vô nhưng mà không cho. Nhưng mà rồi nếu mà ở xa nhau quá thì có tiện cho việc quan tâm hỏi han chăm sóc không chị? Nói ngay là nhà của cô á với lại nhà của Mia thì cách nhau có 800 mét thôi, cũng gần. Đó, thành ra bên Mia thì có hai chị em thôi. Mà nhà chính của Mia thì ở Vĩnh Long. Có ở trên đây thì cô cũng tạo điều kiện để có nhà riêng hết rồi. Cô thì có 3 đứa con trai, thì trai đầu với trai út là Út Vương, đó là chồng Mia, đó là có gia đình, còn đứa giữa thì chưa. Đó thì như vậy cũng đơn giản lắm. Nó thì mỗi lần cứ qua chơi rồi hỏi thăm nhau, rồi thỉnh thoảng này chị cũng chủ động nấu cơm rồi nấu đồ ăn thức uống, kêu mấy em nó đem đồ ăn lấy đồ qua đem về bên đó ăn. Dễ thương quá hả? Con trai giữa là nhiêu tuổi rồi? Con trai giữa là sinh năm 94, Út thì là 93. Ủa, anh giữa là 93, Út 94. Nó lộn rồi, hơi lẩm cẩm rồi. Giữa 93 hả? Dạ, giữa 93, chồng em 94. Con đi xe đó không con? Ai cũng làm bài. Đi xe đó về. Ước gì? Là về được chiếc hả cô? Nhà giữa. Tao gặp chị Mia đi. Giờ xong tự nhiên giờ thành chị Lộc. Chị Lộc.